Dạ, xin chào cả nhà mình đã quay lại kênh của em nha. Dạ, hôm nay bên vườn của em giao lưu với cả nhà ha, là hàng cúc thọ hương cả nhà. Hàng này mình lấy bo ha, mình về mình ghép vào những cái cây lớn ha, là mình trồng đất nha cả nhà. Cái hàng này thì củ rễ nó không có to nha cả nhà, nhưng mà được cái là bo nó rất là xum xuê ha, mình về mình lấy bo được khá là nhiều luôn nha. Dạ, một cây như thế này là em bán 80.000 nha cả nhà. 5 cây thì bên vườn em sẽ bao ship cho mình nha. Một cây lấy được khá là nhiều bo luôn cả nhà, nhìn ha, bo nó rất là xanh tươi luôn. Cái hàng này là em bao chuẩn giống cho mình nha, cả nhà mình cứ yên tâm ha. Rồi một cây như thế này thì nó cao tầm khoảng chừng 50 cm nha cả nhà, 40-50 ha. Rồi tính 40 ăn lên giùm em nha. Cái củ nó nhỏ nha cả nhà, cái gốc nó nhỏ nha, nhưng mà được cái là bo nhiều ha. Cái hàng này mình lấy bo sẽ thích hợp hơn cả nhà. Trồng thì cái củ nó không có đẹp lắm ha, nhưng mà bo rất là nhiều. Đang em nói luôn cho dễ cả nhà dễ hình dung ha, có sao nó vậy cả nhà ha, cho nó dễ chứ hồi để nó quay lên thấy bự quá mà sao cây nó nhỏ xíu. Dạ, cây nó không có to như các nhà, cây nó nhỏ nhưng mà được cái là hàng này mình lấy bo được khá là nhiều luôn nha. Rồi một cây như thế này là bên vườn em giao lưu cả nhà là 80.000 ha, và 5 cây thì bên vườn em bao ship cho mình nha. Đây cả nhà, cao tầm 40 ăn lên ha, cây như thế này nha. Rồi cả nhà có thích thì alo dùm bên vườn của em nha, mình cần sưu tầm á, để lấy bo thì alo dùm bên vườn của em, số điện thoại là 0965 955 952 nha cả nhà. Dạ, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em nha.